Người ta có câu lợn mông cái, gái đâm hà, gà thiên nhiên. Nếu bạn đến mông cái mà chưa biết ăn gà thiên nhiên ở đâu thì theo mình nào. À, mình là Vân Vân nha. Hi. Quán phở gà thiên nhiên hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người nằm ở 23 Ít Kiêu Ca Long nha. Đi từ hướng cầu Ca Long đến ngã tư đầu tiên, rẽ trái. Dọc theo đường Tuệ Tĩnh khi thấy ngõ Ít Kiêu thì các bạn chỉ việc rẽ phải thôi. Tèn ten, đã đến nơi, quá là đơn giản luôn. Đầu tiên mình thấy phong cách của quán rất đơn giản, nhưng mà điều đấy không quan trọng. Quan trọng ở đây là quán rất là rộng rãi, thoáng mát và có cả trong nhà và bên ngoài nữa. Đây, lại cái quầy order mà nhìn giá đi này. Và theo như mình quan sát thì mình thấy bếp của quán rất là sạch sẽ. Ui, siêu nhiều topping luôn. Và sau khi mình nhìn thấy cái khay thịt đùi gà thì mình đã order ngay 2 bát phở đùi gà và trứng non. Được hôm dậy sớm ăn sáng thế nên là mình sẽ ăn thật là ngon miệng. Mời mọi người ăn sáng nha. Bát phở gà này nhìn đầy đặn đây. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy nước dùng nóng rồi. Ngả vàng nhẹ trong veo này, đậm đà này. Thơm, ngọt từ gà và xương. Vắt thêm chút chanh đúng chuẩn bài. 10 điểm, về chỗ. Phần thịt của đùi gà rất là tươi, chắc, da giòn, căng bóng. Đúng chuẩn gà Tiền Yên. Mà chúng gà nó lòng đào á. Đây mới là điểm nhấn của bát phở này. Trứng non lòng đào, quả nào ra quả đấy. Ăn đẫm miệng rất là vào. Bùi bùi, béo béo. Cắn một phát là biết ngay đúng sự gu của sự nghiệp ăn uống của mình đây rồi. Sợi phở ở đây mềm và mướt nha. Quẩy ở đây cũng là quẩy giòn nha. Nhai mà thấy rất là vui tai luôn. Đối với khẩu vị của Vân thì Vân đánh giá đây là một quán phở gà ngon. Mình không chắc là có vừa vị với những người khó tính trong ăn uống không, nhưng mình nghĩ sẽ đạt mức hài lòng người ăn từ chất lượng đến giá tiền nha. Và ngon hay không thì hãy đến và trải nghiệm đi nào.